Xin chào bà con nhá. Đây hôm nay lại tiếp tục giao hàng cho khách đi mọi người này. Hôm nay lại giao hàng cho khách, cho anh khách ở Lạng Sơn. Tại Lạng Sơn, Lạng Sơn, khu vực Lạng Sơn ạ. Lục Bình này. Đấy, hôm nay giao cho hàng cho anh khách quen em ở Lạng Sơn. Mỗi tháng anh lấy tầm khoảng 1.000-2.000 thôi. Nhiều. Thì hôm nay tiếp tục quay đơn hàng của anh Pai nhá. Đấy, anh Pai xong anh Pai yên tâm là vì gà đầy đủ đàng hoàng hết cả rồi đây anh này. Anh Bác Pai. Anh Pai, Pai ở Lạng Sơn. Không Pai à. Đấy thì anh thợ đang tiêm rồi. Đấy, đây là con gà Ta Lai 34 mọi người nhá. Con này quá đẹp đây này. Mới tinh này, lông tơ bay lớn phớt khắp nơi này. Đấy, gà hôm nay đi muộn là phải chờ đây. Lên muộn anh ta sẽ phải chờ, chờ hàng, nhà hàng mới ra hơi muộn. Đấy, chờ khô cứng cứng bắt đầu là cho ra bắt đầu tiêm rồi mọi người nhá. Chị heo mâu vào tháng 3 không nhỉ? Đây là Ta Lai 34 nhá, còn gọi là Ta Lai vàng rơm đấy. Đây chỗ này là 1.700 con, đấy thì là hôm nay trở lên cho anh ấy. Tiêm chọc xong rồi chỗ nữa là trở lên cho anh ấy. Đây thợ nhà em đang tiêm đây. Ở đây là gà số lợn chống mái mọi người nhá. Đây còn lâu có em mái đang tiêm này. Mái đúc đang tiêm. Mái đúc đây anh chị nào có đúc này thì bắt về đúc nhá. Đây ạ. Đấy, Ta Lai 34 này. Nó có được lùi người khác. Đây, Ta Lai, nó là Ta Lai mà chúng ta nó sẽ... Mình để ý Ta Lai 34 được, một chút cứng nhỏ trên đầu rồi. Đây. Đấy thì gà lấy ra bản ra đều tiêm đầy đủ mọi người nhá, tiêm phòng đầy đủ cho mọi người. Đấy, hôm qua gà của hai anh chị ở trên Vĩnh Phúc là cũng tiêm chọc đầy đủ cả rồi. Đấy thì nhà em là chuyên gà ốm nhỡ, à chuyên gà ấp nở mọi người nhá, gà vịt ấp nở, gà vịt ngan mới nở đầy đủ cả. Đấy, gà thì có là Ta Lai, Miền Lai, Lai Hồ, Lai Chọi, Lai Đông Tảo, Tam Hoàng, Lương Phượng, gà Mỹ, gà siêu đẻ, gà sắc xô, đấy mấy giống gà phổ thông mọi người hay nuôi đấy. Nhà em mà không có con nào thì chắc cả trại thì có con nào đâu. Thì còn đầu vịt thì là có vịt màu đen, màu trắng, bầu khoang, bầu biển, bầu lai bơ, bầu quần trắng, đấy rồi là vịt siêu đẻ, super siêu thịt, bơ ri mau. Thế mọi người có nhu cầu bắt thì gà lô cho em, ngan thì có ngan, ngan trắng, ngan đen, ngan R71. Ngăn chạy đấy, ngỗng mùa này chỉ có ngỗng lai thôi. Đấy thì giờ mà... Ngoài ra thì hiện tại ở trong các clip mọi người nếu mà để ý ở trên kênh nhà em thì em cũng quay cái clip ở trại nuôi trại úm nha em ấy. Trại úm đấy thì hiện tại đang làm trại úm để úm thêm cho mọi người, bà con nào mà lười úm hoặc không biết úm hoặc ngại úm ấy. Đấy thì cứ bắt gà gọi là gà nhỡ về nuôi thôi, gà nhỡ em úm cứng rồi mọi người về chỉ thả ra mà nuôi thôi. Gà nhỡ vịt nhỡ nhá, còn nếu anh chị nào muốn úm con gì khác theo yêu cầu thì cứ alo cho em. Úm theo yêu cầu từ 100 con, anh chị nào mà có yêu cầu úm thì là phải cọc trước cho em nhá, chứ không là báo mồm em không úm đâu. Đây ạ, đây là đàn Ta Lai 34, mọi người nhìn này nó vàng ươm này. Ta Lai 34 thì nó cũng có tùy từng đàn bố mẹ mọi người nhá. Đàn này thì lông nó vàng đẹp tất cả, này có đàn thì nó nhiều lông nó phải màu nhiều hơn, đàn này đàn vàng ươm này. Đấy thì là anh chị nào có nhu cầu lấy alo cho em nhé. Và bên em nhận làm dự án trên toàn quốc ạ. Dự án thì giấy tờ các thứ đầy đủ, hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT đấy, thì là kiểm dịch giấy nguồn gốc xuất xứ của con giống. Nhưng mà đặc biệt ngoài ra các chị nào mà là đầu mối liên hệ với nhà em ấy, thì là có các phần trăm riêng nhá, các riêng phần trăm cho anh chị, và hóa đơn anh chị biết bao nhiêu thì viết, từ anh chị làm thịt thì biết bao nhiêu thôi.